Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Thì hôm qua mình có hướng dẫn mọi người chuyển đổi Play Together quốc tế về Play Together PNG á. Thì mọi người có thắc mắc là tại sao không có cổng đăng nhập bằng Google đúng không? Với lại câu hỏi là những tài khoản khách á, là những tài khoản chưa liên kết đó mọi người, là sau khi chuyển đổi thì có bị mắc hay không? Và câu trả lời là không nha các bạn ơi. Làm như thế nào để mà không bị mắc á, thì mọi người theo dõi ha. Đầu tiên là mọi người đừng có đăng xuất tài khoản của mình ha, cũng như là giữ cái phiên bản quốc tế lại nha mọi người, đừng có xóa nha, xóa là ít bữa lấy cái mã chuyển đổi không được đâu. Phiên bản quốc tế là cái phiên bản mà mọi người đang chơi đây nè, hiện tại nè, là phiên bản quốc tế ha. Tới ngày 30 tháng 6 á, thì mọi người sẽ được tải Play Together PNG. Thì tới lúc đó thì Play Together PNG sẽ có mặt trên App Store cũng như là CH Play để cho mọi người tải. Và sau khi tải Play Together PNG á, thì mọi người trên điện thoại sẽ có hai cái app như thế này, một bản quốc tế và một bản PNG ha. Bây giờ mình và mọi người xem thử là chuyển đổi Play Together quốc tế về Play Together Việt Nam như thế nào đó các bạn ơi. Và mình sẽ nói chỗ mà tại sao không có đăng nhập Google ha. Mình đã có mini game vào ngày 25 tháng 6 đó mọi người, ai chưa tham gia thì nhớ tham gia ha, bằng cách là truy cập vào website vũviking.com của mình và bình luận ở bài viết ngày 25 tháng 6 nha mọi người. Mình sẽ tặng quà thỏi vàng cùng với đồ kim cương cho mọi người ha. Rồi vào ngày 30 tháng 6 thì các bạn truy cập vào phiên bản quốc tế của Play Together để mà nhận cái mã chuyển đổi nha các bạn. Rồi truy cập vào trong thì các bạn sẽ nhắn vô chuyển sang tài khoản PNG, thì lúc này sẽ có một cái mã chuyển đổi cho mọi người và các bạn chỉ cần nhắn thao tác là sao chép thôi và nhắn đến app PNG. Và ngày 30 tháng 6 nha mọi người, tới ngày đó các bạn mới tải ha. Và đó, khi mà truy cập vô, các bạn thấy không, Play Together PNG. Lúc này thì mọi người sẽ nhắn liên kết tài khoản, nếu mà chưa có tài khoản thì các bạn bắt đầu tài khoản mới ha. Thì lúc này mình có tài khoản rồi cho nên là mình sẽ nhắn vô liên kết. Và dán cái mã chuyển đổi lúc nãy copy nha mọi người, dán ở đây và nhắn xong. Đấy, thì xong rồi mọi người nhắn ok ha. Và lúc này nó sẽ chuyển tới mọi người màn hình đăng nhập. Rồi bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn ở chỗ đăng nhập này nha các bạn. Bữa giờ mọi người thắc mắc đúng không? Hôm qua anh giờ tại sao không có đăng nhập bằng Google? Thì đăng nhập bằng Google sẽ không có nha mọi người ơi. Ở đây thì nếu mà các bạn sử dụng điện thoại Android ấy, thì nó sẽ chỉ đăng nhập bằng Zing ID nè, Facebook nè, với lại là chơi ngay ha. Thì ở chỗ Play Now là chơi ngay đó mọi người, là không cần tài khoản á. Thì nếu mà mọi người chưa có tài khoản á thì có thể là nhắn vô Play Now chơi ngay ha. Rồi khi nào các bạn có tài khoản Facebook hay là Zing ID đó, rồi các bạn liên kết sau ha. Rồi sau khi vào game được rồi ấy, thì chắc chắn mọi người sẽ nhận được 500 kim cương tha hồ mua sắm mua đồ đạc để đi co luôn nha các bạn. Còn những bạn nào mà có tài khoản Facebook á thì đăng nhập bằng Facebook ha. Còn những bạn nào mà có tài khoản Zing ID thì đăng nhập bằng Zing ID. Cũng như những bạn nào xài iPhone á, có tài khoản Apple á thì đăng nhập bằng tài khoản Apple ha. Và mình khuyên mọi người là bây giờ nên tạo cho mình một cái tài khoản Zing ID đó, để đến bữa đó thì mọi người đăng nhập vô cho nó dễ nha mọi người. Rồi khúc này thì mình sẽ giải thích cho mọi người dễ hiểu hơn ha. Đó là những bạn nào mà chưa liên kết tài khoản, là đang chơi tài khoản khách đó mọi người, thì các bạn đừng có đăng xuất tài khoản của mình và giữ các bạn quốc tế hiện tại, đừng có xóa đi ha. Và thực hiện chuyển đổi giống như lúc nãy nha các bạn ơi. Và tới cái màn hình đăng nhập của Play Together PNG nè, thì mọi người cứ đăng nhập vô thôi, có tài khoản nào thì đăng nhập vô, còn chưa có thì nhắn vô Play Now trước nha mọi người. Và sau đó thì mọi người sẽ được liên kết với tài khoản Gmail để bảo mật thông tin ha. Và cái hay ở lần chuyển đổi này nè mọi người, đó là mọi người có thể là thay đổi cái tài khoản liên kết của mọi người ha. Wow, giống y hồi xưa là mình liên kết với tài khoản Facebook A đúng không? Mà cái lần chuyển đổi này nè, khi mà chuyển đổi tới cái màn hình này nè mọi người, mình sẽ đăng nhập ở tài khoản Facebook B, đó là mình sẽ được thay đổi liên kết qua tài khoản Facebook B ha. Đó là cái hay ở đây ha. Cũng giống như những bạn nào mà đang chơi Play Together á, đã liên kết với Facebook rồi nhưng mà tài khoản Facebook bị khóa chẳng hạn, thì bây giờ các bạn thay đổi liên kết bằng cách nào? Thì tới ngày 30 thì chúng ta sẽ được thay đổi liên kết qua tài khoản mới ha. Và điều kiện là mọi người vẫn truy cập được vào trong game nha các bạn. Rồi mọi người có thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới ha, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi thông tin mới nhất của mình và cập nhật những tin tức mới nhất nha các bạn ơi. Bye bye. Good, 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 good